ដែលបងប្អូនឯងពូគាត់គាត់ទលូងគាត់ដៃហ្មងឃើញទេគេខ្លះគេលេងអត្រាក់គាត់អត់ទេលេងដៃហ្មងដីគាត់នឹងស្មើរឹបហ្មងទេមើមក៏មើលដែរហ្មងឃើញអូយលោកគាត់មើមហ្មងនេះបងប្អូនឃើញដល់កហ៎នេះគាត់គាត់តឯងតឯងបងប្អូនអ្នកគាត់ពុំត្រាយខាងរៀងចិលះគាត់កក់ភឺគាត់ធ្វើតឯងតឯងអញ្ចឹងបងប្អូនឯងឃើញក្តៅដែរគាត់នៅតស៊ូប្រឹងប្រែងធ្វើរបស់គាត់តរួចឃើញបងប្អូនគាត់កាប់គោះនៅដីគាត់គាត់កោះដៃគាត់ដាក់រូនស្មើចេះហ្មងស្អាតចេះហ្មងនេះក៏កិនហាលឡើងបានឡើងភ្លូភ្លេចបើហ្នឹងគាត់ពុំហាលអញ្ចឹងណាតែមើមដល់ទេលោកគាត់មកហ្នឹងនេះគាត់ហាល3តង់4តង់ទៀតដល់កោភ្លូភ្លីរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់កោះដៃផងគាត់ឆាយផងនឹងស្មើចេះហ្មងដីគាត់មើលនេះគាត់ហើយរងទៀតបាត់គាត់ជួលខាងនោះទៀតហើយគាត់អត់រាក់ហ្មងណាគាត់ធ្វើតែឯងទីតស៊ូតែឯងសោះមើលចង់ហើយរបស់គាត់បានព្រោះថ្ងៃងាកហ្នឹងហើយរបស់គាត់បានណាគេក៏ឆ្ងើយគាត់ដែរបងប្អូននេះភូមិយើងគាត់ធ្វើតែឯងគាត់ថាធ្វើតែឯងតែពីបើរួចរបស់គាត់បាត់ចឹងណាបានអ្នកខ្លោនេះជួលគេញញាជួត្រាប់ជួបានណានេះគឺគាត់កោះដៃរបស់គាត់ហ្មងឃើញបងប្អូនគាត់ឆាយលិចឆាយកើតឆាយលិចឆាយកើតស្មើដីគាត់កោះមើលនៅគាត់ទុកងូយូអញ្ចឹងគាត់ស្រួលគាត់កោះអញ្ចឹងណាតែនេះមើលគាត់កោះមើលដល់កោះគេបងប្អូនណានឹងបើពេលមើលមកទលូងគាត់គាត់ដាំគាត់តែឯងគាត់ដាំតែឯងតែញ៉ឹងដល់គាត់តែឯងអញ្ចឹងគាត់អត់មានហារោគីជួលគីអីគាត់ទេនឹងបើពូឃើញគាត់ធ្វើក្តៅប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់មានមានម្រាយណាបងប្អូនគាត់ឆាយអាកលែងយើងពូនរងនឹងឆាយដាក់អាប្លោះកដាលរងអាកលែងទីនេះគឺខាយឆាឆាយដល់គាត់មើមស្មើចេះដីគាត់ស្អាតចេះនេះមកគាត់ដាំវិញគាត់ហត់មិនហត់ជួយមួយជើងនេះទៀតទីនេះដីស្អាតចេះនេះកាន់លើករងដាំក៏ស្អាតដែរបងប្អូនបើគាត់ឆាយអាឆ្មៅងាប់អស់ហើយអញ្ចឹងនេះមើលមកឃើញហ៎គាត់ជាអ្នកស្រែចម្ការដែរតែនៅភូមិនេះអត់ណាដូចគាត់ទេបងប្អូនណានៅភូមិនេះខ្លាំងក្តៅចេះហ្នឹងគេម្រាក់អស់បងគាត់អត់ទេស៊ូដែរអូយហ្នឹងគាត់ស៊ូទៅហើយរបស់គាត់ហ្មងចឹងបានអ្នកភូមិនេះមួយឆ្ងាយគាត់តែគាត់ធ្វើហើយធ្វើហើយអត់មានម្រាក់អត់អីទេព្រោះគាត់ចង់ប្រញាប់ហើយរបស់គាត់អាចរោនេះរោនោះទៀតអញ្ចឹងណាបាទ
rồi mà có hà là nó ấy đuổi ở tấu còn miền chùa đầm ấy non tiệt ấy đầm bình chẳng á còn có mỗi càng nhiều có toán lắm có thứ thứ sạt mong bạn mình nằm này lưu có tha đầm anh đang hơi đầm à cái lạnh tiệt có tiền hú đó là thấy có thứ đấy chạy nhưng cậu còn lụt lụt đuổi đi cái này khá với nhau đốt ở đuôi chứ nào mà còn mà đau lưng rồi còn nu trong tranh cho hơi bóc quạt chứ đã có mưa mà bốn hôm nè về nhé bà phụ mưa mong thế luôn con có thà pu chặt nhanh nhá pu làm sau dư nữa để mưa đâm tiếp tu thì bà phụ tầm mưa mong nữa về nhé bà phụ có đón mình ra đi tàu lồng lo tàu hôm ra chu trộm lúc chu ấy sân ót vui thằng cái đau này. Rồi quạt nhạp hơi hơi quạt nhạp đầm viên dân rồi nằm đây răng nâng quạt hạ đặt trời này lấy nó còn nịp phong có quạt nâng hơi nó là lấy chít tiệt quạt nó mặc tung tiền cứ quạt quạt ấy anh dân chẳng là phụng thì nào có sáng ngày quạt lại quạt nó quạt thứ thơm nồi thứ đỏ hơi bọc quạt chẳng quạt nhập càng nhiều quạt đầm to đầm mục tiệt chẳng rồi nè khác mình nhận đi bằng phụ nó chưa hơi đau sẽ chùn một lúc trộm lúc nhiên chẳng quạt ở đây có to xù to hơi bọc quạt món rồi càng như quạt mình mà cái lây chẳng quạt quạt hơi hơi hà lại hơi quạt mình nhập lực rốn đâm vinh cho mình đứng ở toàn khai dương nắng quạt đâm bạn đâm mình đứng hơi quạt đâm mình chích tiệt quạt nó tiết quạt hà cái lây tiệt nó đâm nó bay cái lây nhớ là bằng phần cái lây còn còn rò trộn kỳ chua kỳ đâm có đâm thấy cái nhung khơi lần mà đòn tăng khơi tăng vì quạt đâm luôn vậy đó quạt quá quạt quạt đây thì mười bằng phương thì đau đo co của anh mình nè tôi nhìn mắt có thư vô tại nói nè là có răng to hơi bọc quạt nói nè rồi chặt nằm bàn đuôi quạt đi bằng phụ nữ được dừng đi tại nó phum đi bên cào bị quạt bên bàn ôi thì cái đầu đi hình ảm ra thì bàn ôi tại đầu mông thì ảm ra tại quạt đi bàn ôi dù mông thì và thứ ca càng nghiệp bọc quạt là tập hợp bọc quạt chứ bằng phụ nữ có bên tròn thằng đau thằng ấy chứ và thử ở đây là từ chất từ nết nó và thử to là lạc món làm phong cái này nhưng có cài và lọc đầm thì luôn rồi hơi có quả vô khoạch 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 chẳng á và có trai đạc lục lục sẽ đi có trái chết mới chết chứ thì có thư hỏi ở mình thật u nhú bù thật đau hơi cỏ đòn mông đó lên ọt quạt bọn nội to ta hơi có quạt nữa mà bữa ấy ca như quạt mình mặc lấy như vậy còn nó kẹt sốc đi nằm khơi như mong đọc sách tốt sách kì nó phút chua chua chứ á bà bốn nên phải quạt đầm từ luôn ngay hay quạt tần ấy và quạt bàn tàu và thả quạt nồi bồ càng như nục tiếc
quạt ăn nghi châu đi mà vẫn cho hơi càng nghiệp kia bác quạt chẳng ấy. Nhưng mà bông khơi nhé, đau với cái đau đâu quạt ăn miền hợp ui mà mặn món này. Bằng bình bác quạt tỏa hơi món này. Quạt chiếc bu các bạn bậc phụ nữ đang khoao dưỡng á bằng cái quạt thưa thưa bằng phụ nữ ớt mình thật tư ấy tí mới đầu tiên à bởi này khá thứ bọn nó thì giúp ý bọn nó thì nghĩ chứ à mẹ quạt ớt tí bạn ngay dù cả nó lo cả nó gọi cái nhạc hơi đặt phòng bọc quạt chứ á bằng đam khương quạt buồn quạt ắt cho lưu tiệt đi khương quạt anh chạy anh chẳng á mà có thể quạt su trom cái đầu bàn na kỳ của sáng ấy nên phun dương đang khoa ao dương nhỉ rồi em thay chẳng còn lúc tiệt sọc tí rồi đọc hai sét đọc sét chua chua chẳng ấy mà tại nước này có đặt miền càng nghi nục tiếc quá tí nữa và có cho càng nghi nục tiếc quá còn ro tàu á có thứ càng nghiệp tiếc quá tỏa hơi sân chẳng ấy mà có miền bì lý liệt rồi sát rồi anh kỳ bàn chẳng ấy thay quát nụ tình ăn nâu mong bùm xin ngồi quát á có lúc bư mong nè rô ni rô nụ màn đi mới đâm từ lúc nâng hơi quật qua hà chết tiệt con nó mà cái lấy anh tiệt thằng ngó quật đâm tại anh quật qua tại anh ấy tại anh nhưng có thể quật rút vui thầy quật thưa thưa bằng bốn quật chết mọt cò đôi kỳ đi chiếm chiếm ríu rụi bác quật bạch chẳng á hơi bác quật chẳng đó nè tôi luôn quạt cần hà nhé bằng bốn muốn hà mà xa ni hà mà xa thì cho đừng ban man tàu mà quạt đấy nè cười nhé bằng bốn nè cười nhé đục pin nhé nàng cười nhé thì quạt tại ấy nhà nhầm phun ngó là bằng bốn cười nhé bằng bốn nè đó là nàng nô nông thiên nộ toàn cân ói nào bà bồn nàng thế tầng cân nô tầng ấy nó toàn rước mò vào nó lại đâm chị cho thế nhé bà bồn có quạt thử anh ruồi ọt ôi nhiều pun quạt bạ chết đói nè bà đó quạt cái đau tao quạt chu từ luôn bà đau ơi chẳng á chụt luôn hai quạt chuồn một quạt tiệt mới đây quạt lên mở chạy đây quạt có đây luôn quạt đó bầu khí nhà nó đòn nó bắt quạt tiệt đó nó bà bốn cất nó ăn sốc men cất bà nội ta hơi bác quát ở hà xliệt cất cô hàm mũ à chết tiệt con nó tiền đăng chúng mình còn ta cất vừa lươn mong thế nghiêm chim hiếm rụi bạn nghiêm chim hiếm rụi bạn chẳng và mình bố thả đau đừng mà gọc bà nội ha giúp ai ăn thế quạt bọn ở ngay dù quạt mà nhập thử càng như là phòng bác quạt hơi dẫn thử rùi chẳng á nhưng thế bằng bốn cái đau đó là cái đau quạt còn mình thật ồn là cái đau mặt bọn hông được quạt to su to hơi bác quạt chẳng á nhưng
ọt chê nấu chim nấu ký nào bao phủ còn bư mà chẳng chẳng việc đâu chẳng chưa khi tiền bye bye.